Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Gia Khang ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng tủ lạnh Furiki FR91DSU như mọi người nha. Đây là dòng 90 lít của Furiki. Đó. Đầu tiên thì mọi người hãy xem ngoài hình của nó cao tầm 83cm cho mọi người nha. Đó, cũng rất là nhỏ gọn thôi, phù hợp với gia đình nhỏ một người hoặc là hai người thì thôi nha mọi người, hoặc là để trong các cái phòng trọ, phòng khách sạn nhỏ. Đó, thì thường thường người ta sẽ dùng những cái loại như thế này ha. Con này là tuy nhỏ hơn nhưng mà vẫn có công nghệ làm điện nhanh nè. Với cái dung tích nhỏ như thế này thì xài điện nó tốt, không tốn bao nhiêu anh chị ha. Có luôn cái kháng khuẩn Super Nano cho mình nữa, cũng rất là ok. Rồi, đây là cái hình thế bên trong nha mọi người nha. Các cái khay dưới này nè là cái khay nhựa nha mọi người nha, nên chúng ta bỏ đồ cũng cẩn trọng một xíu nha, không có bỏ đồ quá nặng ha. Rồi, bên đây thì có các cái khay để chúng ta đựng nước, đựng chai lọ đó mọi người. Đó, có một cái ngăn to ở dưới và hai nhỏ trên. Đây là cái chỗ làm đá này. Đó, làm đá thì chúng ta sẽ mở cái nắp này ra để cho nó khỏi bị lẫn mùi chung với nhau mọi người. Đây, đây là cái công nghệ của cái con này thì nó làm lạnh trực tiếp nha chị nha, nhưng mà nó sẽ có hiện tượng đông tuyết á, nên là cái khay này để cho mình vệ sinh tuyết này. Đó, tuyết nó sẽ rắc nên là mình vệ sinh ha. Nó có tặng kèm cho mình cái cây cầu tuyết luôn rồi. Rồi. Con này thì nó cũng cơ bản thôi đó, anh chị dùng ít nhu cầu sử dụng về máy lạnh hoặc là sử dụng để trữ đồ ít thì chúng ta có thể dùng cái mẫu này cũng rất là ok của Furiki cho mọi người, giá rất là rẻ luôn, giá chưa tới 3 triệu đồng, chỉ 2 triệu mấy thôi đó. Và cũng là một trong những cái dòng mới luôn á mọi người đó. Nếu mà anh chị có thắc mắc hay là cần tư vấn thêm hoặc là cần mua sản phẩm này thì có thể comment dưới video này, bên em sẽ hỗ trợ nha, hoặc là liên hệ trực tiếp qua bên em qua cái website hotline em sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.